Tiếp tục với thông tin về tình hình thời tiết, mưa lũ sau bão số 4 ở miền Trung thì đã diễn biến như thế nào rồi chị? Hôm nay thì có nơi nào còn mưa không ạ? Dạ vâng thưa anh, thì khả năng là mưa to vẫn sẽ tiếp diễn ở khu vực Bắc Trung Bộ trong hôm nay và ngày mai. Tuy nhiên thì so với những ngày trước thì diện mưa đang có xu hướng thu hẹp dần rồi ạ. Mưa sẽ tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và có nơi mưa rất to trên 180mm. Còn lượng mưa phổ biến là trong khoảng từ 60 đến 120mm. Mưa giảm ở Quảng Bình nên là lũ trên sông Danh đang xuống dần. Dự báo trong ngày hôm nay thì sẽ xuống quanh mức báo động 1. Nước ngập ở các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch sẽ rút thêm. Còn ở Nghệ An thì tiếp tục mưa nên là lũ vẫn lên. Trong đó thượng nguồn sông Cả sẽ lên báo động 1 đến trên báo động 2, đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông. Còn miền Bắc thì mưa cũng tiếp diễn trong ngày hôm nay. Vùng mưa tập trung ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình. Có nơi mưa to gây ngập úng cục bộ, đề phòng với dông sét và gió giật mạnh. Từ tối và đêm nay thì vùng mưa sẽ mở rộng ra cả vùng núi khi mà không khí lạnh di chuyển xuống. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ, sau buổi sáng nắng gián đoạn thì đến chiều mưa dông sẽ quay trở lại hai khu vực này. Trong cơn dông rất dễ kèm theo cả lốc sét, gió giật mạnh. Đồng thời thì có điểm mưa to trên 50mm. Mưa kết hợp với chiều cường thì có thể gây ngập úng ở các khu vực vùng trũng thấp, ven sông và ngoài đê bao ở khu vực Nam Bộ. Cảm ơn chị Minh Phương với những thông tin vừa rồi. Trong đó thì đáng chú ý đó là tình hình lũ ở Hà Tĩnh thì vẫn lên do tiếp tục mưa. Bà con khu vực này thì cần theo dõi thông tin thường xuyên.